con không? Ừ, người đó cao khoảng 1m67. Được. Rồi, gì nữa? Có gì nữa nè? Không có bụng bự. Ừ, để đi cô qua cô ngó nghe. Con người cái bụng bự thôi. Được. Dạ, con chào cô. Ngon ngon. Không có bụng bự, thậm chí yên tâm, bụng bự là người kế bên thôi. Nha, về phía tay mặt nha con nha. Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Không sao cả. Cho con hỏi anh nó có hay nhăn mặt không cô? Con không có người nhăn mặt. Không á, mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu. Con thích hút thuốc. Con hút thuốc không? Dạ dạ không cô. Ờ không. Dạ. Mắt hiền bây giờ hơi to xíu. Mắt hiền và hơi to xíu. Dạ. Rồi quay nhìn cô coi nè. Ôi trời ơi, mắt hiền quá. Ôi mắt như con chim bồ câu gì đó. Được không nè? Dạ được rồi. Con thích giống ai? Dạ con thích giống như ca sĩ Đan Trường. Đan Trường hả? Dạ. Để cô coi, mốt để tóc hai mái nha. Dạ. Con để tóc hai. Rồi mời trai giới thiệu về mình. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên. Con tên là Huỳnh Trần Trấn Thông. Năm nay con 24 tuổi, thì quê con ở Bạc Liêu, sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì Trấn Thông? Con đang làm chuyên viên kinh doanh bất động sản ạ. Rồi, bà con, mình giới thiệu đi con. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Chào chú Quyền Linh ở bên cạnh và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Con tên là Lê Thị Trang, con 24 tuổi, con đang là dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Pharma City ạ, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đang sống ở quận 9. Quê con thì ở An Giang, con lớn lên ở Đồng Nai. Trời, ở tùm lum hết trơn. Nó ở tùm lum hết trơn á, quê thì An ở Giang, An Giang. Rồi. Sinh thì ở Đồng Nai mà làm. Đang sống ở quận 9 nhưng mà làm việc ở bán quận Thủ Đức. Thành phố nghe, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Điểm mạnh điểm yếu của con là gì con gái? Dạ, điểm mạnh của con là con vui khỏe, hòa đồng, con có trí nhớ cũng tương đối tốt. Bán thuốc mà không nhớ, bán bậy mà. Bán lộn chắc chắc. Lại con thích tham gia các hoạt động xã hội. Có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu con là con cầu toàn với lại bụng về xíu nên dẫn đến là hơi chậm chạp. Con cũng ít tài lẻ. Ít tài lẻ thôi. Được rồi con, bán thuốc là ngon rồi. Tài thôi. Tài lẻ chi nhiều quá mệt lắm. Rồi con trai. Dạ thì con có những cái điểm mạnh là vui vẻ và hài hước. Con còn biết nấu ăn và có thêm một chút văn nghệ trong đó. Bán bất động sản mà nói hay tao mới mua nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, khi phải hát này kia ha. Thì về nhược điểm của con á, thì con là một người nóng tính. Khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á thì con sẽ bị run và bị đổ mồ hôi. Khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó, người ta nhìn của con là người ta biết ngay. Đó là một điểm yếu của con. Chú Linh cũng vậy đó, chú Linh cũng vậy đó con. Cái đó không phải điểm yếu đâu. Không thích cái gì là cái mặt đồ ồ đóng. Không tới mức đó chú. Thú tới mức đó luôn hả con? Cái đó là trực tính mà ha, đâu có phải là không thích đâu gì là mình thấy hiện luôn vậy đó. Dạ. Thôi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì con cũng đã trải qua hai mối tình. Thì cái mối mà gần đây nhất thì con chia tay được hơn một năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Chưa có chung tiếng nói được đó chú. Rồi thêm vấn đề tôn giáo. Mời nhà gái. Con mấy mối tình rồi con? Dạ con chỉ có mối tình đơn phương năm lớp 12, không có nói ra, ngoài ra không có mối tình nào hết. À vậy đó hả? Người đó không bao giờ biết là con yêu người đó luôn á? Dạ. Ừ. Sao con không dám nói hả con? Tại vì con nghĩ là chắc vu vơ thôi. Không, con tưởng tượng cái bạn bên rào á là có giống như là trong cái hình dung của con không? Ừ, người đó cao khoảng 1m67. Được. Rồi. Gì nữa? Gì nữa nè? Không có bụng bự. Ừ, để đi cô qua cô ngó nghe. Con người cái bụng bự thôi. Được. Dạ, con chào cô. Ngon ngon. Không có bụng bự, thậm chí yên tâm, bụng bự là người kế bên thôi. Nha, về phía tay mặt nha con nha. Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Không sao cả. Cho cô hỏi anh đó có hay nhăn mặt không cô? Con không thích người nhăn mặt. Không á, mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu. Con thích hút thuốc. Con hút thuốc không? Dạ dạ không cô. Ờ không. Dạ. Mắt hiền bây giờ hơi to xíu. Mắt hiền và hơi to xíu. Rồi quay nhìn cô coi nè. Trời ơi, mắt hiền quá. Ôi mắt như con chim bồ câu gì đó. Được không nè? Dạ được rồi. Con thích giống ai? Dạ con thích giống như ca sĩ Đan Trường. Đan Trường hả? Dạ. Để cô coi, mốt để tóc hai mái nha. Dạ. Con để tóc hai mái là ra Đan Trường liền luôn. Hôm nha. Giống Đan Trường, nó đang ngồi á. Giống đang ngồi. Còn đàn trai con muốn đàn gái như thế nào? Tiên là về ngoại hình thì bạn ấy cao trên 1m50 là được. Rồi. Dạ, thì nhỏ nhỏ người, tóc ngang vai, dạ, điềm tĩnh một chút, biết chăm sóc cho bản thân của mình. Bạn này không những điềm tĩnh mà rất là bình tĩnh để bán thuốc. Không chỉ có chăm sóc sức khỏe cho cô ấy mà còn chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác. Dạ vậy rồi, quá được, quá tuyệt vời. Quá ngon rồi, bên nhà gái tôi là cao trên luôn rồi đó. Thử tôi cho tôi xem đàn gái. Dạ chú. Trời ơi, trẻ
trung sôi động, xinh, cười tươi ha. Ừ, mặt rất tươi, tại vì nó ghét mày mặt mà ai đứng đau bụng, tôi bán gì thuốc đau bụng, nhìn thấy cười mình cười luôn, qua đau bụng luôn. Đại khái vậy đó ha. Được rồi, vậy mình hỏi ý kiến người thân. Đúng đi rồi. Con đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba mẹ con. À, rồi, chào xin mời, xin nhà, mời nhà gái, gái. À, hôm nay đi cùng con gái là Trang. Dạ. Tôi là ba đó. Dạ. Dạ. Giờ ba cũng đang thấy con rể tương lai của mình, thấy cậu ở đây được không? Có được gì không, được gì không? Trước mắt thì nhìn thấy cũng ok đó. Thì cũng hy vọng là hai cháu nó tìm hiểu nhau nhiều hơn, để mà nó được gần gũi nhau thì càng tốt. À, con đi với ai? Dạ, con đi với cha mẹ con. À, cũng với cha mẹ luôn. À, chào nhà trai, xin mời đại diện nhà trai ạ. À. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả trong trường quay bữa nay. Thấy cháu gái bên đây thấy cũng được, hai đứa cơ hội bấm nút đi rồi tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Giờ giờ nhà mình cảm ơn chương trình. Nhà mình ở đâu vậy con? Dạ, ở Bạc Liêu á. Từ Bạc Liêu lên đây luôn hả? Dạ. Wow. Trời đất ơi. Cũng không có bỏ công anh chị lên đây. Đúng là rồi. Tại dạ. vì bữa nay là cũng có gia đình bên đàn gái, cả cha mẹ đi đến hỗ trợ tinh thần dạ. cho con. Dạ. Thấy anh chị bên đây à? Đứng lên gặp đàn gái cái đúng hai rồi. Đó. Tay nhau cái đi. Trò chuyện đó. Cái đi. Ừ. Đó, Bạc Liêu với lại Đồng Nai à. Đó. À. Rồi anh Xui nói vài câu gì với Xui tương lai đi. Hôm nay chương trình này á là mình cũng rất mừng có cái duyên, nhưng mà cái nợ tôi nó chưa biết ra sao. Dạ. Bây giờ mình bổn phận làm cha mẹ, bây giờ chỉ kết nối cho hai đứa thôi. Nếu mà có duyên thì mình tiến tới xa hơn. Tụi em thì cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình nó có đôi có bạn, có một cái tình yêu mà nó vừa ý nhất. Cũng mong muốn điều đó nó sẽ đến với hai con của mình. Rồi, hai bên bắt tay cho một cái nào. Rồi. Khỏe luôn. Khỏe. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình Xui tương lai ha. Bây giờ hai bên cha mẹ đã gặp nhau rồi đó. Rồi hai nhỏ coi gặp nhau đi. Rồi cái bàn tính được cái sẵn cha mẹ đây tính luôn nha. Rồi, mở rào. Chào em. Em muốn gặp. Mở ra đi đó. Em mở ra đi. À, cái này là nến thơm. Thì ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai. Còn cái này là em tặng anh là thuốc để trị Covid. Em nói giỡn. Cái này là... cái này là... Dạ chưa. Chưa sao thuốc tặng Covid con? Dạ cái này nó là trong quá trình có thể trị được. Đây là... đây là xe sủi ạ. À. Nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng. Trời ơi, là chú hồng. Và có thể phòng được chứ. Còn thuốc trị Covid thì sẽ có thôi trong tương lai ạ. Trời. Vậy thì được nha con. Có vợ là dược sĩ sướng ghê luôn á. Dạ. Triệu chứng gì là mình chỉ cần điện thoại mình hỏi thăm dược thôi. Dược sĩ là gái. Con có thuốc bớt nóng không? Dạ không, cái đó con từ từ con kìm lại được. Không cần thuốc đâu chú. Cái đó chắc con xử được. Ừ, con xử nha. Rồi, dược sĩ mà tìm cái thuốc bớt nóng cho nó nha. Dạ rồi. Hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi đó. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh giống Đan Trường không? Dạ, khoảng 80%. Tao hát bài có giống Đan Trường không? Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh, có phải em giận anh? Dạ, em thấy anh hát thì sao? Dạ, anh hát được. À. Con hát lại đi con. Em sẽ hát đoạn cho bài hát của anh. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Rồi. Hai đứa về bữa nào giận nhau đứng hát vậy hết giận à. Nếu mà mình tiến xa hơn á là mình ở đâu hai đứa tính coi. Nếu mà em về Bạc Liêu á thì em có đồng ý không? Em thì cũng dễ, nhưng mà có điều em hơi vụng về xíu, không biết đâu. Mà làm dâu giờ rất tốt nha con nha. Làm dâu có ba mẹ giữ mấy đứa nhỏ. Mẹ anh dễ lắm. Ừ.
Thậm chí làm dâu giờ ba mẹ, mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè. Làm dâu khỏe re con ơi, không phải như ngày xưa đâu. Trời, ông Linh ông nói gì tôi ham ghê luôn á. Thiệt, tôi gả con trai tôi qua bên gia đình ông lo hết luôn á. Vâng, có thằng trai chưa có vợ. Trời ơi, tên ấy. Tôi thương con rể lắm á nha. Đừng có lo, tôi lo hết à. Thành ra đừng có sợ con. Nói chuyện về quê vậy thôi chứ. Quê gì? Ở thành phố Bạc Liêu mà quê gì? Mẹ nghĩ nghề của anh thì chắc là thích hợp ở thành phố hơn đúng không? Đúng rồi, thì đúng ở đây nó phát triển nó dễ hơn. Đừng có nghĩ xa quá. Sau này tùy cơ ứng biến thôi. Quan trọng là tụi con có yêu thương nhau hay không thôi. Điều đó mới là quan trọng nhất. Em trai bước tới, nắm hai tay em gái, nhìn thẳng vô mắt em ấy, và có 30 giây nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ về bạn gái đối diện. Và bạn gái cũng vậy nha, suy nghĩ đi. Lúc này là lúc ta phải nói thật với nhau nè. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật ra thì nếu được thì tụi mình cũng cho nhau một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu mà tiến xa hơn được nữa thì tốt hơn. Tim anh nãy giờ nó kêu là bấm nút đi. Em thấy anh đúng như người mẫu người của em. Em nghĩ là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Trái tim con nó có biểu giống như trái tim của anh không? Dạ cũng bấm nút đi á. Dạ có. Rồi vậy thôi, về bấm thôi. Rồi, còn chờ đợi gì nữa, về bấm thôi con. Chị ấy ngồi. Hãy để tay mình nút bấm phía sau lưng á. Rồi bây giờ khỏi cần phân tích gì nữa, giờ đếm luôn nè. Bấm là bấm nè nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cạch cạch luôn á. Chúc mừng hai đứa. Cạch cạch luôn. Để tay nắm tay vào đi đó. Chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình xin phép đàn gái. Dạ con chào hai bác. Hôm nay cho con xin phép được hẹn hò cùng với em Trang. Nếu mà hợp với nhau thì tụi con sẽ tiến tới. Bây giờ mẹ cũng nói là với hai con. Bây giờ nhà mẹ thì cái gì cũng có hết trơn, chỉ thiếu con dâu thôi đó. Nếu mà đồng ý thì mẹ tiến tới liền. À, hứa gì đi. Mẹ dễ thương quá trời đó. Hứa gì đi. Dạ con chào hai bác. Con xin phép hai bác cho con với anh Hồng quen nhau. Nếu mà được thì hai đứa con sẽ tiến xa hơn và làm dâu của hai bác. Trời ơi đẹp. Còn nghiệp hai đứa nhỏ đó, hung để luôn răng lòng đầu. Bây giờ là gieo nợ trước. Hung một cái ngay gò má liền. Con xin hai bác cho con sống mà làm việc theo phiến pháp và pháp luật. Dạ. Dạ cho con được hôn em Trang. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yeah. Quá trời luôn à. Cái cưng dễ sợ không? Hả? Qua đây chào nào. Hả? Rồi qua đây chào. Đây chào ba mẹ em đây nữa. Bạc Liêu nữa kìa. Hả? Cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Đúng.